Vô xin kính chào quý cô chú anh chị em ha. Cũng bước sang năm mới rồi, mình cũng kính chúc cho quý cô chú anh chị em một năm mới thật là nhiều sức khỏe ha và bình an trong cuộc sống. Thì cũng lâu lắm rồi mình mới review những cái sản phẩm như là tai nghe hay là những đồ chơi mà công nghệ. Thì cách đây khoảng chừng hôm 31 tháng 12 mình đã có quyết định là sẽ mua một cái tai nghe Bluetooth, tại vì từ trước tới giờ mình vẫn chưa dùng những cái loại tai nghe Bluetooth nào riêng cho mình toàn đi mượn không à. Thì hôm đó mình đã quyết định sẵn, mình đã chọn là mua một em. Thì đây là như các bạn nhìn thấy trên màn hình ha, không biết các bạn nhìn có bị ngược không. Đây là tai nghe của hãng Behringer, một cái hãng mà rất nổi tiếng của Đức, có thể là những bạn nào mà chơi về độ âm thanh sẽ biết đến cái thương hiệu này. Thì đây là dòng sản phẩm Studio Monitor nha các bạn nha. Monitoring là cái này dạng cũng là nhất tai đi, mà nó là Bluetooth. Nếu mà các bạn có xem một cái video ở cách đây khoảng chừng 6 tháng hồi hôm trước khi dịch đó, là cái con này các bạn. Đó, nó là SD251CL. Nhưng mà dạng này thì nó là housing màu trắng mà có dây nha các bạn nha. Cái này thì nó là có dây bình thường. Nhưng mà cái loại này thì nó lại là Bluetooth. Đây, khác nhau nè, ở bên kia là CL nhưng mà bên này là bờ tờ này ha. Thì cái giá của nó, mình nói thì các bạn, cái giá của nó nha, nó không quá đắt nhưng nó cũng không hề rẻ. Ở chỗ là gì? Nó phù hợp những cái người mà tập tành nghe Bluetooth nhưng mà nó thuộc cái dạng mà còn thua. Tại vì thực sự là nếu mình thu âm á, thì các bạn lưu ý nha, thu âm không thể nào dùng những tai nghe như vậy được, mà bắt buộc phải là những tai nghe như vậy, phải kết nối dây đàng hoàng 6.3 ra 3.5 của cái dây á. Chứ còn tai này á chỉ dùng để nghe lại thôi chứ không được để thu nha các bạn. Bởi vì Bluetooth á nó không có ổn định để thu, nó là sóng mà, còn dây á thì nó khác, nhưng mà nó có thể là nghe lại được âm thanh rất chính xác để mình phòng thu mà các bạn, phải nghe chi tiết. Chứ nếu mà nghe hay thôi mình nghe làm gì nữa, mình nghe hay mình mua con Sony mình nghe cũng được vậy, đúng không? Rồi, quay trở lại với chủ đề đó là hôm nay mình sẽ nhanh tay mình đánh giá nhanh về cái con SD251BR này, về cái clip mà trải nghiệm về lâu dài mình sẽ có clip sau cho các bạn ha. Rồi, trước đó mình có nói với các bạn là cái mức giá nó rất là phù hợp nha anh, 1.200.000 đồng. Mình xin nhắc lại một lần nữa là 1.200.000 đồng cho một em tai nghe Behringer SD251BR. Nhìn thì nhìn vậy nha các bạn, cái hộp các bạn nhìn thấy không, vẫn không khác gì cái hộp cũ của mình, nhưng mà bên trong rất sang trọng, cứng cáp, không khác gì mà những cái tai nghe phòng thu chuyên nghiệp, mà với mức giá là 1.200.000, nghe thì có vẻ là từ triệu là nghe hơi mắc đấy, nhưng mà cũng không phải gọi là quá rẻ, tại vì tai nghe phòng thu mà giá rẻ thì thôi, mình xin cứ thôi thôi chứ không thể nào mà xài được. Rồi, mình có box siêu rồi các bạn nha, mình có box siêu rồi, mình mở luôn cho các bạn coi. Rồi, các bạn có bên trong của nó này, xung quanh của cái hộp là mút chống sốc rất là dày, rớt cũng chẳng sao luôn, không vấn đề. Vấn đề là đây các bạn, đó, cái hộp cực kỳ cứng cáp. Rồi, cái hộp này mình để sang bên, mình sẽ khám phá bên trong của nó, mình phải mút ra luôn, tại vì có một số thứ mình chưa mở nên là mình cũng muốn mở cho các bạn xem luôn. Nó có một cái kẹp giấy gì đó. Rồi, bên trong là coi như hết ha. Có hai món các bạn. Cái túi này nó sẽ gồm ba cái nút, các bạn nhìn kỹ nha. Cái nút này là cái phiên bản nút bọt biển, ở bên phương Tây họ xài rất là nhiều loại nút này. Mình có xem nhiều video mà họ mà trên nhạc cụ á, họ hay thường đeo những loại nút như vậy. Nó có ba loại, thì to rồi trung rồi nhỏ, tùy theo cái ống tai của mình ha. Rồi, kế đến nó là cái sách hướng dẫn sử dụng của Behringer. Thì cái này á, nó không có tiếng Việt nha các bạn, hoàn toàn là tiếng Anh hết, không hề có tiếng Việt. Hình như hàng nhập khẩu sao chẳng thấy tiếng Việt gì trơn trọi. Rồi, thế là hết. Bây giờ mới là nhân vật chính của chúng ta nằm đây các bạn. Xin đóng hộp luôn. Rồi. Rồi. Nguyên cái hộp của nó này. Cái logo nó in nổi luôn, Behringer. Các bạn nhìn thấy ha. Rồi. Cái đến họ tặng cho mình luôn cái móc khóa các bạn. Cái này các bạn mà hay đi ra ngoài nghe nhạc á, mình kẹp ở ngay cái lưng quần cũng khá là tiện. Mình sẽ mở ra. Rồi. Ghê gớm chưa? Thay đồ nó ghê không? Túi thì nhỏ, bên trong còn đồ không? Rồi, tai nghe mình để sau ha. Ở trong đây cũng sẽ có một cái túi. Cái túi này là cái túi nút cao su, cũng ba loại. Và ở trên nữa là nó sẽ có một cái que. Cái que này là dùng, họ nói mình là dùng để vệ sinh cái nút cao su, với lại cái ống, cái đường dẫn của cái tai nghe bên trong cái housing á, nó có một cái lớp ống trong á, mình phải gọi là mình vệ sinh sạch sẽ bên trong đấy. Rồi, bên trong nữa là họ tặng cho mình một cái dây cáp sạc cho cái tai nghe của mình. Cái cáp sạc các bạn nhìn nó rất là bình thường, đúng không? Y như những cái loại cáp sạc khác, nhưng không các bạn. Họ in nổi cái logo Behringer, các bạn nhìn kỹ cho mình nha, họ in nổi luôn. Ít có cái loại tai nghe nào mà làm cái logo mà trên chiếc sạc của mình ít thấy lắm nha.
hầu như là mình lâu lâu thấy có con JBL thì là có, à, lâu lâu thôi nha chứ không phải là có đâu. Rồi nhân vật chính của chúng ta là em ở đây đây, Bluetooth thì nó không có dây cắm, nó chỉ là có cái điều khiển Bluetooth thôi chứ nó không có dây dở gì hết nhiều ha. Rồi cái cấu tạo của nó các bạn nhìn, mình có để một số hình ảnh trên cái video cho bạn thấy rất là đơn giản, đâu có gì đâu ha. Rồi ở trên đây nó sẽ còn một cái tem của Bidinger, có cái mã vạch luôn các bạn nha, cái mã vạch. Rồi cái chỗ mình mua tai nghe là Hoàng Bảo Khoa Pro Sound, họ có dán tem bảo hành cho họ của mình luôn nha, là 1 năm. Rồi rồi bây giờ mình sẽ sơ về con tai nghe này nha. Cái house cái thiết kế dạng, à nó cũng là như là dạng móc tai bạn, các bạn nha, thì mình để cho các bạn xem thử. Rồi mình ở qua đây ha, xong rồi có một cái vòng cung nè, các bạn móc vào cho mình cố định luôn, nó không rớt được. Bên này cũng tương tự các bạn ha, bên này cũng tương tự, khi muốn gỡ ra các bạn sẽ làm này đó, nhẹ nhàng chứ các bạn đừng giật giật ra không nên ha, nguy hiểm. Những bạn nào mới xài tai nghe lần đầu tiên lưu ý cho mình cái điều này ha. Rồi cái nút cao su của nó các bạn cũng tháo ra tháo vô dễ dàng, không sợ bị đứt hay bị gì ha. Rồi cái thiết kế housing này, à màu đen các bạn, cái màu đen nhưng mà nó không có đen bạc đâu, nó có thể mình nhìn xuyên qua được bên trong luôn, rất là hay, thiết kế rất là tinh tế. Rồi cái đến nó là một cái điều khiển của cái con tai nghe các bạn, à cái nút đố cộng này nè là tăng âm lượng này, rồi nút tam giác nè, nút phát nhạc, nút dừng nhạc, và nó cũng là kim luôn cái nút nguồn nha các bạn, nút nguồn các bạn giữ khoảng chừng 3 tới 5 giây nó sẽ bắt phát lên cái power on, xong rồi nó kêu là pairing gì đó, xong rồi khi mà nó nhận được kết nối nó sẽ kêu là connected. À rồi có một cái đèn báo này nó sẽ là hai màu này, xanh đỏ, nhưng mà mình khi mình kết nối được rồi á thì nó là màu xanh, còn khi mà các bạn chưa kết nối á, xanh đỏ chớp nháy liên tục. Rồi kế đến là nút giảm lượng. Rồi sát bên hông của nó sẽ là một cái nắp che đậy, thì cái chỗ này là chỗ sạc này, sạc bằng micro USB. Rồi cái thời gian sạc á, thì mình thấy như vậy nha, khá là nhanh, khoảng tầm 3 tiếng là mình đầy rồi, 3 tiếng nha, nhưng mà mình dùng á, thì có thể lên tới 7 tiếng. Không biết là bi có thiết kế kiểu gì mà thấy xài ghê, thì sạc thì không thấy mình gọi là lâu đâu, nhưng mà thấy nó xài á, nó rất là lâu, không? Sạc không lâu nhưng mà xài lâu. Good. À. Thì vừa nghe nhạc được và có thể đàm thoại tốt luôn, có mic cho mình luôn, rất chi là tuyệt vời. Còn ở bên không các bạn ạ, nó không có một cái gì hết, chỉ là in cái chữ bị đi cơ thôi, nhưng mà mình nghĩ mình đoán á, bên trong này hình như là còn một cái bộ điều khiển gì của hắn nữa trong bị chứ nó không phải là để không nhận, phải có lý do gì đó. Rồi sơ sơ cho các bạn thấy về cái con tai nghe như thế này thôi, tại vì tai nghe nó đơn giản chỉ có như này, không có thêm gì hết đó. Nó không lấy tai nghe mình đeo đâu, nó khác lắm nha, tai nghe này mình mua lâu rồi. Cái tai nghe này chắc mình cũng sẽ có một cái clip sau cho các bạn. Rồi nếu như mà các bạn thấy clip này hay và muốn, hãy cho mình một nút like, một nút subscribe kênh của mình là Hậu Lương Business, và trân trọng cảm ơn mọi người, chúc mọi người một ngày mới thật là bình an.